Bây giờ thầy chỉ nói cái thân mà gần nhất ở trong chùa mình thờ là Tiêu Diện Đại Sĩ, le cái lưỡi ra lửa không, đầu có ba cái sừng, đầu đới tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng quả quỷ thần kinh, tức là Bồ Tát Quán Đại Âm hiện làm Tiêu Diện Đại Sĩ để độ cô hồn. Một hôm tôn giả A Nan thiền định, quý vị có đi Ấn Độ thì đường đi lên núi Linh Thú thì có hai cái động, ngày xưa là một kiền liên, một cái động là A Nan, một cái động Đức Phật ngày trụ tại kỳ núi Linh Thú, thì có hai cái hang đó là hai vị hay tôn giả. Thì A Nan đang thiền định thì cái loài quỷ diệm khẩu nó dẫn quyến thuộc nó tới rất là đông, nó xin ngày cho nó một bữa ăn. Diệm khẩu tức là mở cái miệng ra là lửa nó tuôn ra, gọi là diệm khẩu. Thì Đức A Nan là không có khả năng. Sau khi xả thiền, A Nan bạch Đức Thế Tôn mà con đang thiền định thì cái loài quỷ diệm khẩu nó dẫn quyến thuộc nó rất là đông, nó đến nó xin một bữa ăn, nó đói khát mà không có ăn được, này con không có khả năng. Xin Đức Thế Tôn từ bi giúp đỡ. Đức Phật mới nói thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm đến đây. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thì có cái năng lực là hiện nhiều cái thân để mà hóa độ chúng sinh, thì muốn hóa độ cái loài quỷ diệm khẩu này thì Bồ Tát phải hiện cái thân là diệm khẩu, tức là le cái lưỡi ra lửa nó tuôn ra thì độ cái loài đó. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe Đức Thế Tôn thỉnh ngài đến để trình bày cái việc để giúp cho quỷ diệm khẩu, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hứa khả ngài hiện cái thân diệm khẩu và nói thần chú biến thực biến thủy chờ ngôn. Nếu không có cái thần chú biến thực biến thủy chờ ngôn này thì cái loài diệm khẩu này cũng không ăn được. Bởi vì ở trong nhà Phật của chúng ta có hai cách bố thí, một là chẩn bần, tức là đem vật chất gạo thóc thuốc men quần áo cho người nghèo, ta gọi là chẩn bần, là người còn sống. Cái thứ hai là chẩn tế, tức là dùng cái pháp thực gia trì để giúp cho cái loài quỷ diệm khẩu đó, tức là hai cái pháp bố thí cho người còn sống tức là chẩn bệnh, mà bố thí cho ngạ quỷ cô hồn là chẩn tế. Vì vậy trong nhà chùa của chúng ta có cái nghi thức là chẩn tế, tức là bố thí cho kẻ cõi âm. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm nói thần chú khai cái yết hầu này đó là, thì cái loài quỷ đói đó là nó mới hưởng được. Thứ hai nữa là đọc cái thần chú biến thuật biến thủy thì cái thực phẩm này nó mới biến, thì cái loài quỷ nó hưởng được. Chứ mình dọn cho họ ăn giống như mình ăn dỗ, mình ăn khổ thì cái loài quỷ diệm khẩu không ăn được. Nó khác cái nghiệp của họ. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm, cái năng lực của Bồ Tát thì ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân như vì thuyết pháp. Ngài không phải là người nữ mà ngài muốn độ cho hàng nữ nhân cho ngài, nên ngài hiện cái thân của người nữ. Thì cái tượng Quán Thế Bồ Tát bây giờ mình tạc đây mình thờ đó, thì người ta căn cứ vào cái 12 đại nguyện của Bồ Tát, mà cái nguyện thứ 5 Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện, tức là cái hình Bồ Tát này là người nữ, một tay thì cầm cái tịnh bình, một tay thì cầm cái ngạnh dương liễu. Thanh tịnh bình thì dương liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Ở trong cái tịnh bình này đựng cái nước cam lồ. Cam lồ có nghĩa là ngon ngọt, dịu dàng, mát mẻ, là cái đại bi tâm. Cái bình này là đựng cái đại bi tâm. Cho nên cái chỗ nào
xung đột, cái chỗ nào tan thương, cái chỗ nào đau khổ, ngày dùng cái tịnh bình này, ngày rưới là tắt hết. Vì trong cái tịnh bình này là có cái đại bi tâm, cái nước cam lồ tức là dụ cho đại bi bi tâm. Thì bây giờ tất cả những cái chỗ nào xung đột, cái chỗ nào đau khổ là chỉ có cái đại bi tâm, là cái lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chỗ đó mới yên tĩnh, chỗ đó mới an lạc. Thì dương liễu, cái dương liễu nó có cái đặc tính của nó là nó mềm mại, nó dịu dàng. Quý vị đi Trung Quốc ở Động Đình Hồ, tức là họ trồng dương liễu, nó rủ xuống hồ, gió bão không bao giờ gãy hết. Nó giống cái dương liễu nó dịu dàng, nó rủ xuống mặt hồ, nó tha thướt, nó thấm, không bao giờ nó gãy. Như vậy cái người nữ, là cái tánh của người nữ là thùy mị, đoan trang, dịu dàng. Đó là cái nhành dương liễu. Cái tịnh bình, ở trong cái tịnh bình này chứa cái nước cam lồ. Cam lồ tức là đại bi. Như vậy cái hình tượng người nữ Bồ Tát Quán Thế Âm đó, một tay thì cầm cái tịnh bình, một tay thì cầm cái nhành dương liễu, tức là nhẫn nhục là một, từ bi là hai. Cái nhành dương liễu là tượng trưng cho cái hạnh nhẫn nhục, mà cái tịnh bình đó là đại bi. Như vậy có đại bi và có cái nhẫn nhục thì tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi quốc độ, tất cả mọi nơi mọi chốn đều được an lạc. Đó là cái hình tượng của Bồ Tát người nữ mà chúng ta thờ hiện nay. Đó là lấy cái câu thứ 5 ở trong 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để tạc cái hình rồi. Thanh tịnh bình là cái bình thanh tịnh, thùy dương liễu là cái nhành dương liễu đó, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tam nguyện, rải cái nước cam lồ đó là dập tắt hết mọi cái hận thù, mọi cái biến cố, mọi cái khổ đau của mọi người. Bây giờ thầy nói cái linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị nghe. Ở cái chùa Kỳ Viên ở Nha Trang, hai thầy đi ra ngoài Ninh Hòa đi làm lễ cầu an, thì hai thầy mới thấy cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cái nhà của Phật tử nó bằng thạch cao, nó lỡ lối hết. Hai thầy mới xin: anh chị cho tôi xin cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đem về tôi nhờ thợ nó sửa sang, rồi là nó mặc áo rồi nó đàng hoàng, để nó lỡ lối rồi coi nó kỳ quá. Hai vợ chồng mới gói cái tượng Bồ Tát mới trao cho hai thầy mang về Nha Trang ở chùa Kỳ Viên để trong tủ quên luôn 2 năm, không có sửa sang gì hết, cũng để bọc ni lông để trong cái tủ đó 2 năm. Thì bây giờ ở Ninh Hòa cái người vợ đó thì ngủ Bồ Tát mách bảo rằng cái tượng đó chưa có ai sơn phết sửa sang gì hết, còn để trong tủ. Thì sáng bà vợ nói với ông chồng: tôi đi Nha Trang tôi khám bệnh nghe ông, mà nếu như chiều tôi về không kịp thì tôi ở nhà người bạn tôi nghỉ, ông đừng có trông. Chứ không có nói với ông chồng nữa. Tôi thấy Bồ Tát Quán Thế Âm về mách bảo nói là chưa có sơn phết, chưa có phục chế gì hết. Bà vợ mới đến chùa Kỳ Viên nó hỏi: quý thầy, chứ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 2 năm trước tụi cho tụi con giao cho quý thầy có sửa sang, có sơn phết gì chưa? Thầy trụ trì ông nói: trời ơi, quên lâu quá, quên, công chuyện Phật sự nhiều quá, quên. Mở tủ ra cái tượng còn ở trong. Rồi hai thầy mới nói: thôi chị đi về đi. Rồi
nay mai giờ tôi đem xuống thợ rồi nó sửa sang đồ lại, nó sơn phết rồi tôi đem ra ngoài tôi thờ. Thì sau đó quý thầy mới đem cái tượng Quán Âm Bồ Tát xuống thợ nó sửa, đem để ở quả đường rồi. Rồi bây giờ ông chồng đó, ông ngủ thấy Bồ Tát Quán Âm về mách bảo nó bây giờ cái tượng đó sơn phết đẹp lắm, để ở ngoài quả đường á. Sáng ông chồng mới nói với bà vợ, tôi đi Nha Trang có cái việc thăm thằng bạn nó bệnh, mà tôi về không kịp thì bà đừng có trông, tối tôi ở lại. Cũng nói gạt cho bà vợ, nó ghé cái chùa Kỳ Viên đó hỏi cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 2 năm trước vợ chồng tôi trao cho quý thầy sơn phết rồi giờ để ở đâu. Thầy trụ trì nó, tôi đây ở qua đường anh xuống anh xem. À, xuống xem thấy cái tượng đẹp quá, đẹp quá. Mới nói là hồi tối này tôi ngủ mà ngày về ngày mách bảo ngày cho tôi biết rằng cái tượng quý thầy đã phục chế sơn phết rồi đẹp lắm. Thầy trụ trì mới nói thôi của anh á, tôi trả anh đó, anh mang về anh thờ đi. Bữa trước bà vợ anh tới cũng nói với tôi à, rồi cái tượng còn để trong tủ chưa có sơn phết. Bây giờ anh tới đây anh nói là cái tượng này sơn phết rồi, vậy thì ngài linh cảm quá, tôi trả cho anh. Ông cư sĩ này nó nói không được, vợ chồng tôi đã thống nhất, đã giao cho quý thầy thì quý thầy sửa sang lại thờ phượng, tôi không có nhận. Để thầy trụ trì nói qua nói lại nói sau đó đại khái thì ông cư sĩ ông mượn 6 tháng. Thôi quý thầy nói vậy thôi, cho tôi mượn 6 tháng tôi mang về để 6 tháng. Đúng 6 tháng thì Bồ Tát Quán Thế Âm mách bảo nó đủ thời gian rồi, đem trả cái tượng lại cho chùa Kỳ Viên. Ông cư sĩ đã mang cái tượng ra đem về chùa Kỳ Viên bằng thạch cao. Thế mà linh cảm như vậy. Thì ra đó thầy giảng, thì thầy trụ trì mới chỉ cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để ở trên đường đó, cái có cái sự việc đó thầy kể cho thầy nghe. Câu chuyện thứ hai là ở Chương Thiện, tức là ngày xưa tức là Cần Thơ nó chia ra cái tỉnh Chương Thiện. Thì hôm đó thầy giảng ở dưới đó, thì quý thầy mới nói ngày mai đó ông quận trưởng Chương Thiện đó là an vị cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ổng thờ đằng trước dinh của ổng. Thầy đến dự lễ trai tăng rồi thầy ban đạo từ, thầy nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát để cho vợ chồng ổng quận trưởng Chương Thiện nè, ổng có cái niềm tin. Thì thầy tới đó ông mới kể thầy nghe. Tôi có thằng con trai 13 tuổi, tôi đưa nó lên bệnh viện Sambol mà bác sĩ nó thôi trả nó về, cháu nó nặng lắm, nó ăn cái gì cho nó ăn rồi lo hậu sự chứ ở đây là bác sĩ bó tay không chữa được. Ông ấy mang thằng con ông về mà có thằng con trai duy nhất, ông khổ lắm. Tối ông lấy cái mâm, ông lấy cái ghế ông để ở ngoài sân rồi ông lấy bông trái rồi để ông lấy giấy đất nước ông bà phù hộ cho con tôi trúng thầy trúng thuốc nó hết bệnh rồi cúng con heo quay. Chứ ông đâu có biết Phật Pháp gì hết, là giấy đất nước ông bà. Thì tối hôm đó ông chim bao ông thấy một cái bà phương phi lắm, mặc áo màu trắng mà có cái hình cái lá tre, nói với ông đừng có khổ. Bà mách bảo cho sáng ngày mai đi ra ngoài trước nhà, đi về hướng Bắc đó, gặp ông thầy thuốc Bắc thuốc Nam gì đó, rước ông về ông xem mạch ông hút thuốc, con ông hết cái gì mà khổ. Khuya ông dậy ông nói với vợ ông,
tôi thấy một cái bà già bà chỉ rằng sáng ngày mai đi về cái hướng Bắc đó, gặp thầy thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Tàu gì cũng được hết, rước về hút thuốc cho con mình uống để khỏi bệnh. Sáng tôi xài cái thằng tài xế riêng của tôi, nó xách chiếc xe riết, nó chạy về hướng Bắc, nó gặp cái ông thầy thuốc Bắc mà nghèo lắm, vô nó quận trưởng mời ông tới xem mạch hút thuốc cho con ông. Tài xế nó chở cái ông thầy thuốc ra về nhà, nó xem mạch nó hút cho 2 tháng. Thì trở lại ông xem mạch cũng hút thêm 3 tháng nữa là 5 tháng, uống được 5 tháng thuốc rồi. Thì thằng con ông uống sữa được, uống sữa được. Ông hút thêm 3 tháng nữa thằng nhỏ ăn cháo được. Và cứ như vậy lần lượt thì thằng con ông nó mạnh khỏe, hết bệnh, ông mừng quá. Mà không biết cái bà đó là cái bà gì, mà giấy là giấy đất nước. Ông bà bây giờ cái bà già đã bắt mách bảo, mà ông không biết ông bà đó, cái bà đó là bà gì. Bà mới, ông mới nói bà vợ ông lên chùa Khánh Quang ở Cần Thơ đó, gặp mấy sư đó hỏi chồng tôi nằm trên bao thấy cái bà đó, mà bà đó là cái bà gì, tôi về tôi cúng. Thì bà vợ lên chùa Khánh Quang đó, sáng gặp mấy cái bà quét lá đằng trước chùa làm công quả đó, bà vợ mới trình bà. Thì mấy cái bà công quả nó, bà đó là bà Phật bà Quan Âm đó, linh lắm, nói cũng trật nữa, Phật bà Quan Âm. Ông mới về ông lên chùa Giác Hải ở trên Phú Lâm đó, ông thỉnh cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 1 thước 2 đem về ông để đằng trước cái dinh của ông nữa hết. Tôi niệm Quan Âm sáng đêm, cứ đi kinh hành như vậy mà niệm tâm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm tới 4 giờ sáng rồi đại chúng về công phu. Sáng tôi ra ngoài đó, người Mỹ nó nói cái gì tôi nói cái đó, còn dư nữa. Dư. Nhưng mà khả năng tôi đi không nói được. Nhưng mà tại sao lại bây giờ họ hỏi tôi trả lời suông hết mà còn dư nữa. Như vậy là do sức niệm Quan Âm. Thầy Tịnh Từ bây giờ còn ở Mỹ đó. Có khi nào quý vị qua Mỹ rồi tới Kim Sơn nó hỏi thầy Tịnh Từ thầy Giác Hạnh nói vậy vậy mà đúng không? Thầy kể cho thầy nghe, mà thầy mới đi Mỹ cái này hay lắm. Thầy kể cho thầy nghe, linh lắm thầy ơi. Bây giờ thầy phước tài đi về quê rồi, thì bây giờ ai để đi nói với thầy, mà thầy có cái khả năng tôi không nói được tiếng Anh nhiều, chỉ học ở trong trường nói bập bẹ rồi biết vậy thôi chứ nói không được. Thế mà tôi ra tôi nói cách sao nó còn dư nữa, tôi không biết ai nói cho đâu tôi nói gì. Là như là do sức niệm Quan Âm. Rồi bây giờ hôm đó cái ông bộ rồi đội ông tới cái nhà xong rồi ông mời thầy xuống làm lễ ăn vị Phật cho ông. Mà thầy thấy cái tượng Quan Âm nó cũ, cũ lắm. Thầy mới nói bây giờ tôi ở chùa có cái tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sành sứa của Đài Loan, tôi cho bộ đội tôi đem cái tượng này về tôi thiêu nha. Chứ nhà tốt quá mà thờ cái tượng như đen quá không đâu. Không được, không được, không được. Cái này linh như lắm. Cái tượng này linh lắm. Ông kể cho thầy nghe. Tôi người Huế, mà khi tôi nhập ngũ đó, đi qua bên Miên đó, thì bố tôi mới cho tôi cái tượng Quan Âm mày 6-9 bỏ trong cái bốp. Con ơi, lần tên mũi đạn nó tránh mình cho mình đâu có tránh được. Giờ con bố cho con ngay cái tượng Quan Âm này con bỏ này, niệm Quan Âm nha con, linh cảm, linh lắm. Thì bố cho thì tôi bỏ theo, chứ còn tin thì không có tin, không có tin. Qua bên Miền đánh cái trận đó là đồng đội tôi chết 4 người, máu me không, tôi phải nằm trên 4 cái xác chết đó, giả chết, niệm Quan Âm, niệm tha thiết, niệm đến nhất tâm, bởi vì nó không phải chết rồi con nghe nữa,
Mà cái thằng Pol Pot nó mang giày bút tù xô mà nó đạp lên mình tôi rồi mà không biết đau. Nếu mà bữa đó tôi nhúc nhích một chút nó bắn chết rồi. Đau dữ lắm mà nó đạp nhưng mà không biết đau. Nó niệm Quan Âm. Bây giờ lúc đó niệm nhất tâm mình không có biết đau. Nhưng mà không nhất tâm thì đùng một chút là đau rồi. Nhất tâm không. Thế là sau cái trận đó tôi thoát chết. Tôi về dạy ngủ tôi về. Tôi mới dạy cái trường huấn luyện ở Long Giao. Tôi đem cái tượng Quan Âm Bồ Tát tôi để trong cái cánh cửa sổ đó. Tối tôi về tôi thắp nhang, chứ trong bộ đội đâu có cho thờ. Bữa đó tôi đi dạy, trời mưa cho nên gió nó dập cái cánh cửa đó, bể cái khuôn kiến đó. Cái tượng Quan Âm Bồ Tát rớt dưới nước ướt hết. Tôi về tôi buồn quá. Buồn quá. Bởi vì ngày độ cho mình, ngày giúp cho mình thoát chết từ bên miên về. Bây giờ mình đem mình thờ đó mà gió nó dập cái cánh cửa, nó bể cái tấm kiến, nó rớt cái tượng Quan Âm Bồ Tát, nó ướt mất hết. Buồn quá. Mấy bữa sau tôi mới ra ngoài chợ Long Giao, tôi đi cắt cái miếng kiến về để thay cái cánh cửa đó. Sao tôi thấy ở trong cái tiệm cắt kiến này có cái tượng Quan Âm Bồ Tát giống như cái tượng Bồ Tát Quán Âm của tôi, nhưng mà lớn 25-35, một bề 35 cm, một bề 25 cm. Còn cái hình của tôi là 69. Tôi mừng quá, tôi nói với ông thợ cắt kiến này, anh bán cho tôi cái tượng đó đi. Ông thợ cắt kiến ông nói không được, cái này của người ta nó cắt kiến người ta gửi, đâu phải của tôi bán. Cứ nói bộ đội mua đi. Ông đưa tiền cho ông thợ cắt kiến đó, ông ôm cái tượng Quan Âm đó về. Thì bây giờ ông mới về cái đơn vị của ông, thì người ta mới cắt cho sĩ quan một người một phần đất 100 mét vuông, cất cái nhà rồi, ông cưới vợ, ông mới đem cái tượng Quan Âm Bồ Tát đó về nhà ông thờ. Mà thầy tới thầy đổi ông cái tượng bằng sành, đem cái tượng cũ ra về thiêu, ông không cho. Linh lắm, linh lắm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái bình đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm, ông quận trưởng là lính Cộng Hòa, Bồ Tát cũng độ. Cái ông này bộ đội lính của cụ Hồ, ông cũng Bồ Tát cũng độ, nghĩa là bình đẳng. Ở Cần Đước thầy cái tiệm dạng hiệp tài, thầy kể cho nghe. Tức là cách cái nhà của Trúc Huệ đó là đâu chừng 6 căn 5 căn gì đó. Chiều 4 giờ 2 vợ chồng mới đóng cửa dọn dẹp ra đằng sau. Ông ngồi ông đọc báo, bà vợ thì lo bữa cơm chiều. Có một đứa nó giúp việc. Trái cành năm nó bắn ngay cái tiệm vàng đó. Cái cửa bằng sắt bay ra ngoài sân. Vàng bạc tủ gì nó bay ra ngoài sân hết. Mà cái tượng Quan Âm Bồ Tát với cái đèn dầu trên bàn thờ đó còn nguyên hết. Thằng con của bà nó học ở bên Đức, nó về nó mua cho bà cái tượng Quan Âm Bồ Tát ở bên Đức, nó về nó tặng cho má nó. Thì bà đem cái tượng bà thờ trên cái bàn nhỏ đó mà đốt cái đèn dầu để trên cái bàn thờ đó. Mà cái trái cành năm nó bắn là cái tiệm vàng nó bay ra ngoài lộ hết. Mà cái đèn dầu không tắt mà cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm còn nguyên hết. Cái nhà đó tiêu tan hết. Ông quận trưởng ông tới ông khảo sát cái vụ cái trái cành năm nó nổ. Ông đứng ông nói cái mạng của ông bà đó Phật độ chứ còn không ai độ. Nghĩa là cái tiệm vàng thì tiêu hết, mà cái đèn dầu ở trên cái bàn thờ đó còn nguyên. Ở bên Mỹ, thầy kể bên Mỹ về gì? Trong một cái khu đó có một cái chùa mà hỏa hoạn nó cháy, nghĩa là tất cả đều cháy rụi hết. Có một cái chùa đó mà cái vách chùa nó bằng gỗ, mà hai bên cái vách chùa nó vàng như cái vỏ cái ổ bánh mì, quý vị biết. Mà cái vị sư ngồi ở trong đó niệm Quan Âm. Mà ngài nói rằng ngài không ra khỏi cái quả quạng này, ngày niệm để cho chết. Chết chẳng lẽ bây giờ mình hốt quạng rồi
nhưng mà nó cháy hết, mà hai bên cái vách chùa này nó vàng như cái da cái ổ bánh mì hết, mà cái chùa trong nó còn nguyên ở ngoài chung quanh là đã chết hết ở bên Mỹ. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ là cái đại nguyện của Ngài. Ai đó không biết, người có đạo, người không đạo, người có tín ngưỡng, người không tín ngưỡng, mà hãy chí thành mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì Ngài nghe cái tiếng khổ của chúng sinh ở đâu, Ngài không luận là tôn giáo, không luận là màu da sắc tộc, Ngài đến Ngài cứu khổ. Đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Lăng Nghiêm thì sau khi các vị Bồ Tát trình viên thông cho Phật, Văn Thù, Phổ Hiền, Nghị Trì Địa Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, nhiều vị Bồ Tát trình viên thông cho Phật mà Phật không có tán thán. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm trình cái nhĩ căn viên thông cho Đức Phật thì Đức Phật mới tán thán. Bởi vì cái nhĩ căn của Bồ Tát Quán Âm nó có ba cái việc quan trọng: viên thông thường, con mắt mình không được như vậy, lỗ tai mình không như vậy, cái mũi mình không được như vậy, trong các căn mà chỉ có nhĩ căn viên thông. Ba cái việc đó viên thông thường. Cái lỗ tai của mình cách cái tấm vách, bên kia nói bên này cũng nghe, nhưng mà con mắt mình thì cách cái tấm vách, bên kia bên đây mình không nghe, không gọi là thường. Lỗ tai của mình nghe cùng một lúc tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng nam, tiếng nữ, như là tất cả nghe một lúc nghe được thì con mắt cũng thấy được. Nhưng mà con mắt thì có cái tấm vách thì con mắt không thấy, mà cái lỗ tai thì cách cái vách lỗ tai vẫn nghe, gọi là thông. Thứ ba, có tiếng cũng nghe mà không có tiếng cũng nghe. Cái này nó hơi khó một chút. Thầy chứng minh trong kinh Lăng Nghiêm này quý vị thầy. Đức Phật bảo A Nan đánh cái chuông. A Nan đánh xong cái chuông rồi Phật hỏi A Nan có tiếng chuông không? A Nan nói dạ thưa Thế Tôn có. Sau khi cái tiếng chuông nó hết rồi, Phật hỏi A Nan là có tiếng chuông không? A Nan nói thưa không. Thì tôi hỏi quý vị cũng trả lời như vậy chứ trả lời sao? Khi đánh tiếng chuông thì nó có tiếng chuông, mà tiếng chuông nó hết rồi nên nó không có tiếng chuông. Phật bảo đánh thêm lần thứ hai nữa, hỏi có nghe không? A Nan nghe là thường nghe. Rồi cái tiếng chuông nó ngân hết rồi, Phật hỏi A Nan có nghe không? A Nan nó không. Thì quý vị cũng trả lời như A Nan vậy thôi. Có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, không có tiếng chuông thì không nghe tiếng chuông. Có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, không có tiếng chuông thì nói là không nghe tiếng chuông. Bình thường ai cũng trả lời như tôn giả A Nan vậy. Đức Phật mới nói với A Nan này nè, có chừng đó thôi, nghe và tiếng chuông thế mà ông lẫn lộn thì chừng nào mới là chứng quả Bồ Đề được? Phật quở A Nan. Phật quở A Nan. Có chừng đó thôi, tức là có tiếng chuông và nghe tiếng chuông mà ông lẫn lộn như vậy thì chừng nào để chứng quả Bồ Đề? Cho nên Đức Phật mới nói thế này: có tiếng chuông thì ta nghe có tiếng chuông, mà nếu không có tiếng chuông thì ta vẫn nghe cái không có tiếng chuông. Quý vị nghe được không? Vẫn nghe mà nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải là không nghe.
Như vậy cái thinh trần, tức là tiếng chuông có và không nó gián đoạn, nhưng mà cái tánh nghe thì không có gián đoạn, nó hằng hữu. Cho nên ông nghe cái tiếng chuông thứ nhất à, mà nếu cái tánh nghe nó gián đoạn thì không thể nghe cái tiếng chuông thứ hai, nghe tiếng chuông thứ ba, vân vân, vì cái tánh nghe nó hằng hữu. Cho nên Như Lai nói có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, và không có tiếng chuông vẫn nghe cái không có tiếng chuông, vẫn nghe là cái tánh nghe nó hằng hữu. Thí dụ cái người đó họ mù, họ không thấy được, mình hỏi họ chứ anh thấy cái gì không? Không, thấy cái tối thui. Thấy mà thấy cái tối thui sao không thấy? Thấy nghĩa là cái người này đi chữa con mắt mà họ lành bệnh, họ thấy cảnh vật như chúng ta, nhưng họ bệnh họ không thấy được cái cảnh màu sắc như chúng ta, họ vẫn thấy cái tối thui. Thì lỗ tai mình nghe một lượt cũng được, thì con mắt mình cũng thấy một lượt đủ thứ màu sắc. Thứ ba là có thinh trần, tức là có tiếng thì lỗ tai vẫn nghe, mà không có tiếng thì cái tai này vẫn nghe. Nghe tai cái không có tiếng, vì cái tánh nghe nó hằng hữu mà thinh trần nó gián đoạn, cho nên cái lỗ tai này nó hơn con mắt, nó hơn lỗ mũi à, các cái căn khác thì không được viên thông thường, mà chỉ có nhĩ căn mới được viên thông thường. Đức Phật tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm trình cái nhĩ căn viên thông. Cho nên ngài nghe cái tiếng kêu cứu thế gian không phải là con người mà con thú, ngài cũng nghe được. Những cái lời vô tình như là ngã quỷ cô hồn, ngài cũng nghe được. Chứ không phải ngài chỉ nghe tiếng người Tây ngài nghe cũng được, ngài Việt người nghe cũng được, người Tây Tạng ngài nghe cũng được, vì ngài là viên thông, cho nên ngài nghe được tất cả các thứ tiếng. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy nói lại, trong kinh Pháp Hoa có vị Bồ Tát không biết tên gì mà ngài ra đường, ngài gặp mọi người, ngài lại hết, ngài nói tôi không ra dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật tương lai. Cho nên người ta đặt cái vị Bồ Tát là thường bất khinh, tức là không khinh ai hết. Cái tên của vị đó không có biết tên gì. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm tới tên của ngài tên gì thì không biết, nhưng mà ngài là nghe cái tiếng kêu cứu khổ của thế gian, ngài đến nó ngài cứu khổ, gọi là Quán Thế Âm. Tại vì Bồ Tát này tên là Quán Thế Âm chứ không phải là Quan Âm. Chữ Quan có nghĩa là sáng, mà chữ Quán có nghĩa là xem xét. A Di Đà Phật. Và thầy kể cái chuyện, quý vị đừng có cười nha, hãy cười là thua đó. Năm đó thầy ở Cai Lậy, mà cái chùa của thầy đó là gần cái đồn Nghĩa Quân. Thì sư phụ thầy làm một cái hầm trú ẩn à, tối thì những cái nhà chung quanh đó họ mới đưa con cái họ tới chùa ngủ. Để khi mà có súng hai bên họ giao tranh thì kéo nhau chung vô cái hầm đó. Thì cái hôm đó trong chùa khoảng 20 người, 20 người tức là Phật tử ở chung quanh họ tới họ ngủ. Thì khuya hai bên thì cách mạng với quốc gia họ đánh cái đồn đó, thì thầy trò chung vô cái hầm đó. Súng nó bắn trên ngói nó lỗn rộn. Sư phụ thầy mới niệm Quan Âm: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tất cả trong cái hầm trú ẩn đều niệm hết 20 người. Có cái bà già đó bà lẫn, bà nghe ở ngoài đó cái trận đánh nó thổi khỏi kèn tấn công.
thì thầy trò đang niệm Quan Âm, bà già bà niệm Quan Âm, tới bà nghe ở ngoài tấn công, bà niệm Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, Nam Mô Tấn Công Bồ Tát. Trời mắt cười quá mà không dám cười. Thế thì Bồ Tát nghe mình niệm Quan Âm hay là nghe cái bà già đó niệm tấn công? Bồ Tát không có nghe tấn công đâu, mà Bồ Tát nghe niệm danh hiệu Bồ Tát. Nghĩa là sao? Rồi sáng ra cái nóc chùa là ngói đổ hết, đạn bắn ngói đổ hết. Thế thì 20 người ở trong cái hầm trú ẩn ở trong chùa đó là hoàn toàn yên ổn, không có gì hết. Mà do cái bà già niệm Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, Nam Mô Tấn Công Bồ Tát. Đó là cái chuyện vui ở nhà chùa. Vậy đó Phật. Thôi hôm nay là ngày kỷ niệm của Bồ Tát Quán Thế Âm một năm. Có ba cái ngày lễ của Bồ Tát: 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tất cả quý Phật tử nữ là có cái ơn như Bồ Tát, vì Ngài thương hàng nữ nhân, Ngài hiện cái thân người nữ, tay thì cầm cái tịnh bình, tay thì cầm nhành dương liễu, là để mà độ chúng sanh. Bây giờ thầy nói cái chuyện Quan Âm thị kính, cái chuyện đó của Đại Hàn, không phải của mình, của Phật giáo Đại Hàn. Thị kính thì có chồng, mà cái người chồng đó có cái cọng râu ở cái cần cổ đó. Cái người chồng đó ngủ, thị kính mới cầm cái kéo, mới cắt cái râu đó. Thì nó đụng cái da cho người chồng đó, mở mắt thấy người vợ cầm cái kéo, mới tri hô lên là bà vợ cố tình sát nhân. Cho nên câu chuyện nó đổ bể ra. Thì nhà trai họ mới trả cái cô gái này về. Họ cho là người con gái đó có cái âm mưu giết chồng. Mà ngày xưa quý vị nhớ rằng có chồng mà họ trả về là xấu lắm, xấu hổ lắm, cả dòng, cả họ, cả xóm, cả làng. Cái con nhỏ nó hư lắm, nó tệ lắm. Cho nên bên chồng người ta chê, người ta trả nó xấu lắm. Thì kính mới buồn. Thường thường thì buồn người ta đi tự tử, nhưng mà thị kính thì không tự tử, mới giả con trai đi vô chùa tu. Vô trong chùa thì hòa thượng trụ trì này, thấy nó con trai, hãy cho nó tu, đặt pháp danh là Kỉnh Tâm. Thì gái mà giả trai thì cái nét của gái nó còn, chứ sao nó mất được. Cho nên thị màu đi chùa mà thấy ông đạo Kỉnh Tâm ra đẹp trai quá, mới đem cái lòng thầm thương trộm nhớ. Thương nhưng mà ông đạo Kỉnh Tâm thì không có chút gì mà đối đáp lại cái tình cảm đó. Cho nên thị màu về mới thông dâm với một người giúp việc ở nhà mang bầu. Thì khi mà sanh đứa con ra đó thì mới đổ thừa cho ông đạo Kỉnh Tâm, đổ thừa cho ông đạo Kỉnh Tâm. Mà con của quan huyện, cho nên quan huyện mới lên chùa là Khánh Vân, mới làm khó làm dễ với hòa thượng trụ trì. Bây giờ ông đạo của chùa này mà tư tình với con gái tôi, mà gia đình tôi, gia đình rồi danh giá quan lại, bây giờ câu chuyện này sao? Nhà quan mới bắt ông đạo Kỉnh Tâm ra ngoài công đường, nó đánh căng nọc ra đánh, đánh ra đổ máu. Nhưng mà ông đạo Kỉnh Tâm không nói gì, làm thinh chịu hàm quan. Cuối cùng rồi thì nhà chùa phải đóng tiền phạt. Hòa thượng trụ trì mới đeo ông đạo Kỉnh Tâm này về chùa, nhưng mà không cho ở chùa, phạm giới, phạm giới rồi, phạm giới, đuổi ra ngoài cổng tam quan rồi.
thì cũng tu, người ta tu mà nó đâu có thối thất cái tâm ban đầu ở ngoài đó tu. Thì khuya ở trong chùa này hành lễ, thì ở ngoài cổng Tam Quan nó ông đạo Kỉnh Tâm cũng hành lễ, thì thị mầu nó đem con nó giao, bị nó khai rồi nó tư tình với ông đạo ở chùa mà. À, ông đạo Kỉnh Tâm vừa tụng kinh mà nghe con nít nó khóc, ông ra ông nói con ai đem bỏ chùa này, con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi, đem vô nuôi. À, khổ chưa, đừng mang cái hàm quan đó. Bây giờ mới bồng đứa bé này xuống cái làng mà xin sửa đó, họ chửi không còn gì hết. À, tu hành mà còn tham vọng này khác nữa, bây giờ bế đứa bé nó đi xin sửa người ta thì ở xóm làng người ta chửi, mà ở chùa thì bị hàm quan. Thế mà ông đạo Kỉnh Tâm cũng bình thường tu hành. Như vậy cái nhành dương liễu đó, đó là cái nhành dương liễu. Thùy mị đoan trang nhẫn nhục chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác, mà tâm của ông đạo Kỉnh Tâm không động, không động. Ai nói gì thì nói mà tu, tu. Nó chuyện họ nói mà. Ở đây con thị mầu nó đổ thừa mình lấy nó, mình đâu có lấy đâu. Bây giờ đứa con này nó đem, nó bỏ mình không cứu đứa nhỏ này, thì dù xây chính bực phù đồ không cứu được một người toàn mạng, mình ôm nó mình đi xin sửa để cứu nó, ai có chửi có xô gì chửi chứ mình nó có sao đâu, mình làm phước. Cái tự bi. Như vậy cái thanh tịnh bình là cái đứa nhỏ đó. Mà cái đại bi tâm này là thương cái đứa nhỏ đó, mà ôm đứa nhỏ đó xuống như làng mà xin sửa bị người ta chửi bới, người ta nhục mạ người tu hành. Bây giờ quý vị có làm được vậy không? Không ai làm được hết.